Xin chào anh em nhé, chào anh em đến với kênh của Tổng Máy Bãi. Sáng hôm nay thì có một anh bạn đến lấy một con FS250. Thì trên đây anh bạn có mang một con máy Maruyama hàng bãi sang để đổi máy nha mọi người nhé. Thì anh em nào mà có nhu cầu sử dụng máy Maruyama này luôn á, thì mình có thể là giới thiệu cho chia lại luôn nhé. Máy thì hơi hám thế đang ok này. Đó, hơi hám ok, cần zin. Tay lái thì zin này, tay ga hiện tại tay ga này là tay ga cái này là made in Việt Nam đó, tay ga kiểu như tay ga nhôm đó. Tay bóp giống như tay thắng mọi người đó, đầu bò zin nhá, đầu bò zin chắn cỏ lô đó. Nói chung là máy này dòng này có trợ lực. Mình sẽ kiểm tra cái con máy này xong, kiểm tra con FS250 rồi giao máy xong rồi mình sẽ nổ máy con này lên cho mọi người cùng xem cái con máy là cái tình trạng nó sao, rồi anh em nào có nhu cầu thì liên hệ nhá. FS250 đang có chương trình giá tốt, anh em nào có nhu cầu cứ alo mình. Tất cả dòng máy bên mình thì cam kết là hàng chính hãng. FS250 đang có giá tốt. Rồi, đổ xăng, giật nổ luôn anh em. Đổ đậm đậm vào để ra thử luôn đi, lấy phụ kiện. Lấy, rồi. Đầu bò cái em bơm tí mỡ vào đấy cho anh. Ở mình dùng cái dòng này nó mới bền được. Do cái đất ở mình nó bụi lắm. FS250 nhẹ hơn không? Nhẹ hơn. Lấy hẳn cái đầu lớn này đi em ơi. Lấy hẳn cái đầu này đi. Để bạn nó chét nó cái đầu vít này. Ốc lớn. Cái dây đeo của nó cũng ấy này. Dây đeo của nó cũng dây đôi. FS250 thì nhẹ nhàng. Dây đeo đôi này nó không bị đau vai, không bị tê vai. Những ngày xưa mình đeo mấy cái con máy, mấy con hàng Nhật mà 40 ly ấy, bình xăng trên. Cái con Mitsu T200 ấy. Ủa trời, nó nặng mà nó rung. Quả này mình xài là cứ phát xong về phát cái này xăng với lại quả trí luôn. Quét, lấy thổi cọ, quét, tao ăn, sẽ cứ đánh về xong là lòng sủi sạch sẽ, cái keo kết. Sạch sẽ thì cái máy của mình nó bền. Nổ ra cái xong rồi để lại còn ít xăng, rồi đa cho nó hết, xăng rồi lại treo lên, chứ không làm ẩu đâu. Được rồi, ở đây là nó tràn rồi ạ. Cái đầu bò này mình châm thêm tí nhớt, tí mỡ vào nó. Cứ nó mới bền. Cứ phát là bỏ vô không? Hay là cứ xoay ngược đầu kia lại. Lâu lâu mới bỏ lần thôi. Còn mình chạy lâu lâu mình bỏ mà. Vừa tay. Rồi. Chạy để anh giật nổ luôn. Lưỡi dao em gắn chặt cho đấy. Đã gắn cái gì là gắn cho nó chắc luôn nhé. Ủa
chó này nó, con chó này nó hơi hơi nặng. Con chó bên trong nó, cái độ xòe của nó hơi kẹt kẹt á. Lấy máy tháo cái chụp giật ra anh ơi, cho một tí xíu mỡ vào đấy nào. Đây hướng dẫn cho mọi người cái cách khắc phục cái con chó khi mà con chó nó bị nghẹt nhá. Cái phế ra rì này của ông này. Đây, chó nó bị bung ra nó hơi bị nghẹt nghẹt mọi người. Mình chuyển nó sang cái khe khác thử xem nhé. Lấy cái đồ chuyển nó sang cái khe bên này. Chó phe này thì của hãng thì rất là sẵn, rất là nhiều nên anh em sử dụng, nếu mà cứ nếu mà riêng một cái dòng cắt cỏ này thì mọi người sử dụng đến 5 năm nó cũng không hư con chó này đâu. Nếu như chúng ta giật mà biết cách giật ấy, thì chả bao giờ nó hư cả. Đó, chúng ta chuyển sang cái khe khác. Chuyển sang khe khác rồi gắn vào thôi. Đây, mọi người cho mọi người xem này, cái phần IC và mâm lửa của nó này. Rất là giống máy cưa. Đó, mọi người thấy vô lăng của nó. Cái tin nó rất là chất lượng nha. Ở đây là cục lửa này. Mọi người thấy cái hình dáng cục lửa không ạ? Tương tự giống như là những cái dòng máy cưa. Nó chỉ khác chút về cái chân thôi. Bởi vậy nên là vòng tua của con FS250 này rất là cao. Đi cắt cỏ mà nhưng dùng dòng FS250 này thì nó nhẹ, vòng tua cao. Bên kia họ đang mở nhạc dính bản quyền luôn. Đó mọi người, hồi nãy là giật nó bị trượt, nhưng mà chuyển sang cái khe này là nó không có trượt nữa nha. Thank you.
ra phát thử luôn đi bạn. Quật luôn. Quật luôn chứ. Phát dao ngớt luôn. Không gì đâu. Hả? Cứ phát thoải mái. Dao xịn là đầu bò xịn là xỏ tay ở đây luôn. Ôi, quá nhỉ. Ôi lộn rồi. Dao xịn, đầu bò xịn, không còn lo. Hình như ngược. Mình đi đeo hai vai, còn đeo một vai không? Đập cước nó mới phê. Rất là êm, rất là phê. Rồi, vậy là đã duyệt. Rồi, bây giờ mình sẽ nổ cái con Maruyama này lên cho mọi người cùng nghe cái tiếng máy của nó nhé. Tại con này thì anh khách nó muốn đổi máy lớn hơn. Con Maruyama này nòng 38 ly. Mình sẽ nổ máy rồi test luôn cho mọi người cùng nghe cái máy. Ôi, Hải cầm bỏ cái xích cái này ra đi Hải. Thằng là anh chị em nào mà muốn muốn mua cái Estin 250 ấy, thì cứ liên hệ nhé. Ở đâu rồi? Xịn là trong ý. Cậy. Bóp ở ngoài. Cước dài quá. Bây giờ mình sẽ ra test quất cước luôn bằng cái con máy Maruyama này cho mọi người cùng. Con này đang thiếu cái lọc gió, cái này phải bổ sung lọc gió. Phải Hải ra đập luôn cho đoạn Hải. Tắt ở đây. Giật này. Rồi, bây giờ sẽ ra đập cước bằng cái con máy Maru này luôn nha mọi người. Ah.
hết xăng rồi. Hỏi hết xăng rồi. Hết xăng rồi. Ok, hết xăng. Rồi, anh em nào có nhu cầu sử dụng con Maruyama này thì alo cho mình nhá.